Nam Mô A Di Đà Phật, hội đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương. Thì ngày hôm nay con biết được hoàn cảnh gia đình của bà hai, sức yếu tuổi già, sống trong một cái căn nhà nho nhỏ, cũng không có vật chất gì cao sang quyền quý cả. Gia đình của bà rất là khó khăn như những gì mà nãy giờ chia sẻ với quý vị. Thì ngày hôm nay con có đến nơi đây hoàn cảnh gia đình của bà, thì có món quà yêu thương của vợ chồng của cô Dung và chú Nghiệp ở bên Mỹ. Dù xa quê hương nhưng nhìn về quê hương bằng tình cảm yêu thương, phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm, gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà, trao yêu thương, chia sẻ một chút ít nào đó trong cuộc sống. Thì con đến nơi đây con xin trao tặng hoàn cảnh cho gia đình của bà hai, đó chính là 300.000 của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp, hồi hướng công đức lành cho vợ chồng của cô Dung và chú Nghiệp, cầu chúc cho vợ chồng của cô chú sở nguyện tỳ tâm, sở cầu như ý, đời đời được sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Xin Đức Phật A Di Đà tác đại chứng minh. Con xin niệm Phật để hồi hướng công đức lành cho vợ chồng của cô chú. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin trao tặng số tiền 300.000 cho gia đình của bà hai ạ. Nam mô A Di Đà Phật.